một vua, một chúa, một vương quyền còn mãi không hề phai, một thân vị, một niềm tin, một sứ mệnh cùng truyền giao sự cứu rỗi trong Giê-xu. Một vua, một vương quyền, một chúa trên trần gian, một thân, một sứ mạng, một chúa kêu gọi con cùng truyền giao danh Giê-xu sự cứu rỗi trong Ngài, nguồn an vui ban hy vọng nơi nơi. Jesus Christ, Chúa.